Thưa quý vị, sau khi hàng trăm hecta mía tại các huyện phía Đông và Đông Nam của tỉnh Gia Lai bị cháy bất thường vào thời điểm cho thu hoạch, khiến người nông dân thất thu một khoản không hề nhỏ, vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. Thì gần đây, tại địa bàn huyện Iagrai, nhiều cây trồng đã bị kẻ gian phá hoại. Việc chưa tìm ra thủ phạm để nghiêm trị đã khiến người dân bất an khi vườn cây gần như là toàn bộ gia sản của người nông dân khó có thể bảo vệ chu toàn. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Giữa năm 2022, ông Hảo thuê 1,4 hectare đất và đầu tư thêm hơn 150 triệu đồng để trồng 500 gốc chanh leo khi chuẩn bị vào vụ thu hoạch chính. Lợi dụng thời gian nghỉ Tết, gia đình ông về thăm quê không có người trông coi, vườn cây đã bị kẻ gian cắt gốc gần như toàn bộ. Cả vườn chanh 500 gốc giờ còn lác đác và chục gốc nằm sát đường đi, có thể do sợ bị phát hiện nên kẻ gian để lại. Mình cũng không phải người ở đây, nên là cũng ít quan hệ, không có hiềm khích gì với ai cả. Ở đây mình có một mình, vốn liếng đầu tư hết vào cái vườn chanh này, cả vay mượn nữa, nên là đầu tư hết khoảng 150 triệu cả công cả thuê đất. Thì dự thu năm nay chắc là nó phải trên 400 triệu, 450 triệu, nhưng mà giờ mà cắt là coi như trắng tay. Cũng thuộc xã Iapec, cách vườn chanh leo bị phá khoảng chừng trên 1 km, 24 cây trong tổng số trên 100 cây trong vườn sầu riêng 3 năm tuổi. Nhiều cây cũng bị kẻ gian vạt hết vỏ cây tại phần gốc. Hiện phần lớn số cây này đang dần vàng rụng lá, thân cây nơi vết cạo dù đã được bơm thuốc, bọc bằng ni lông nhưng vẫn đang có dấu hiệu khô héo dần. Tôi về Sài Gòn tôi ăn Tết thì lên, thì khi lên thì tôi lại cũng đi thăm vườn, nhưng mà tôi không để ý dưới gốc cây, tại vì để gốc cây là cỏ cho nó phủ gốc cây á, nên nó đẽo ở dưới gốc cây. Khi mà tôi làm vườn bên kia thì không, xong khi tôi làm bên này thì tôi mới phát hiện là nó đẽo thì tôi báo công an. Liên tiếp hai vụ phá hoại cây trồng cùng một thời điểm trên cùng một địa bàn và cùng là những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao đã xáo trộn cuộc sống vốn bình yên tại làng quê này. Từ hồi giờ bữa nay mới là có một cái vụ mà cắt như thế này, cắt hết luôn à. Tình hình này thì cũng là thấy các người nông dân cũng phải lo sợ, vì cái tốc độ mà phá kiểu này là chưa biết ra sao, để phải tìm cho ra nguyên do. Ban đầu xuống kiểm tra xác minh và nắm tình hình, bên cạnh đó thì cũng báo cáo về công an huyện cùng phối hợp với xã nữa mà tiến hành điều tra xử lý. Thì đối với cái tình trạng hiện nay thì đối với chính quyền địa phương thì về cái khuyến cáo thì đề nghị bà con nhân dân là thường xuyên là chăm sóc vườn cũng như là công tác là bảo vệ tài sản trong coi vườn thường xuyên. Người dân mong muốn lực lượng chức năng sớm tìm ra thủ phạm để xử lý nghiêm, giúp đảm bảo tình hình an ninh trật tự, răn đe các đối tượng xấu, đồng thời tạo lòng tin cho những người làm nông nghiệp trong